Đây cô chú ơi, mẹ Chay vừa mua cho Chay một chiếc xe. Cái bả nè. Hold on, I'm gonna help you. Trời, oh, you wanna do it yourself? Không biết đi mà con. Đó, không biết đi người ta giúp mà so còn put chịu your foot nữa. Right here. Phải, you gotta have your helmet on. Phải đội nón vô mới được đi chơi. I'm gonna build that one next. Here, come here. See, she doesn't like this one. Yeah, because it's too hard. Nobody taught her how to use it yet. Yeah, she did. Yeah. She liked this one better. Stay, because come here. Yeah. I want to teach you how to do. Sao cứ té hoài vậy Chay? Đây cô chủ ơi, Chay mới có xe mới nè. Wow. Xe Elsa and Anna. Hey. Push. Push your feet. So. Đáp, đáp. Here. Put your foot right here. Move your safe. Yeah, yeah. Nothing like glass, nothing like this. No. No, there you go. Okay. Yeah. How you doing? Hey, pretty good. Come on, move your feet. Đạp đi con, đạp đi con. Push with your left foot. You use your hand and teach her how to do it. Okay, ready? You push with this foot. And then you push with this foot. And then you stir. Oh, wow! Yay! Oh my God! That's amazing, JD. Good job, JD. Now keep going. Cái gì? Cái gì all done? She's all done. Giỡn mặt á hả? Trời There's ơi. There's 100 bucks all done. Yeah, oh And my god. And she plays with the 5 buck thing. Yeah, how you know? Con giỡn mặt với mẹ hả Chay? Mẹ mua cho con đá vậy con giờ con đạp được 2-3 cái con nói con all done hả Chay? Con là con khiến ăn giọng rồi đó. Look at JD's new toys. Yeah, look at JD's toys. Okay, now. How spoiled is she? Very spoiled because she doesn't play with them now. Oh my god. Mới đầu là mẹ tính đi mua một chiếc xe đạp thôi. Mới đầu tính mua một chiếc xe đạp này thôi. Bây giờ là mà đi thấy mà mua thêm chiếc này, rồi đi thấy mua thêm bản ABC, rồi mua thêm Elsa nữa. Sướng chưa? Đây nè, đồ chơi là con phải để dưới này nữa nè. Elsa đâu? Bằng mấy xà theo. Elsa đâu rồi? Bản ABC nè. Elsa đâu? Con dục Elsa ở đâu? Đây mẹ gỡ nó bảo hiểm mà cho. Ba cái gì chạy xe đạp cái ưng đồ nó bảo hiểm nó mệt ghê. Hey. Đó Elsa kìa. Wow, giỏi quá. Trời bắt trớn trước khi đạp nha. Khôn lắm á, bắt trớn trước khi đạp á. Đây. Đây. Bắt chấn đi. Ừ, đạp. Không nè, con để chân đây nè. Con để chân này đây. Để chân này đây. Rồi, đạp đi. Hép vô. Rồi. Đạp. Đây nè. Đây nè, quay đầu làm bờ đi. Rồi. Trời ơi, đây nè. Đúng rồi, đạp. Để gì xuống? Để cái gì xuống? Để xuống. Giỏi lắm, cố lên. Cố lên. Không được đâu. Không được đâu gì, bỏ cuộc vậy. Hả, sao bỏ cuộc sớm vậy? À, trời. Mang đôi giày kia vô chắc sẽ dễ chạy hơn đó con. Chơi giày này khó lắm. Ok, put it on for JD. JD, sit down. Ngồi xuống đi. Trời, con ngồi xuống đi. Put these shoes on. They're better choice. These are too slippery. Giày kia, giày đó con thích nhưng mà nó không có được thoải mái đâu. Con cảm ơn ba. Ừ. Con nói đi, con cảm ơn ba. Nói cảm ơn ba chưa? Cảm ơn mẹ. Đúng rồi, ai mua đồ chơi con á? Mẹ em chơi. Đúng rồi. Ok. Rồi đạp đi. Wow, yeah, it's easier. Ê, đứng lên, không có gì hết, đứng lên. Hả, té là chuyện bình thường thôi. Tao xà đằng sau lưng kìa, lụm đồ lên. Chết rồi. Ừ.
xài bị rớt rồi. Ừ, đụm đồ chơi vô, ai mượn đem cho cố vô. Bình thường thôi. Ừ, lụm đồ lên đi tiếp, không có chuyện gì hết. Té thì đứng lên thôi đúng không chay? Dạ. Đúng rồi, té thì mình lụm đồ lên đi tiếp thôi chứ có gì đâu, chuyện đơn giản như đang giỡn. Ừ, lụm đồ chơi vô, muốn mẹ giúp không? Dạ. Ừ, nói mẹ ơi giúp con với, bỏ vô đây. Đúng rồi, rồi ngồi xuống đây, mẹ phụ mẹ đi. Chạy xe đạp là phải té thôi chứ đúng không? Có ai mà chạy xe đạp không, lần đầu tiên mà không té chưa? Mẹ ở đó là mẹ té mà sức hai đầu gối luôn, mà mẹ té ở cho té không phải cái đường sedan này đâu, mà té ở đường mà đá không luôn á. Đi con, đạp đúng rồi, cố lên, cố lên, được, đừng có bỏ cuộc, cố lên con, cố lên, đây đây lại mẹ nè, đây nè, cố lên. Được, được mà. You can do it, JD, you can do it. Cô có thể làm được mà. JD, you can do it. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Rồi đi cái kiểu đó té này nha. Cái gì? Cái gì? Sao? Sao rối bời vậy? Kêu khủng. Nói gì không hiểu vậy? Bỏ dắt xe vô nha. À không, xách xe đây rồi, để xe đây. À rồi thôi, để xe đây. À để bên kia, à để đường kia hả? Ok. Rồi 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 rồi, rồi rồi được rồi. Để im nó đi. Ủa, phải ngược đầu rồi. Đó, đúng rồi. Cố lên con, làm được mà, chơi làm được mà, chơi giỏi mà, không có gì mà làm không được hết đó. Mẹ làm được không? Được, mẹ nói được là được mà, con chỉ cần dùng sức của cái chân con thôi hả? Mẹ chơi. Hả? Mẹ chơi nhà rồi. Tới nhà rồi hả? Trời trời, đi sụt lùi nữa, đi tới còn chưa đi nổi nữa, mày đặt đi sụt lùi. Cái gì? Quá sướng luôn, được mẹ mua cho nguyên một cái chiếc xe Fusion luôn, chay và chay thích Elsa Anna nghe cô chú nha. Nói chung mà chay chay là một người là cái gì cũng thích, thích đủ thứ, thích Elsa Anna, thích unicorn, thích Mickey Mouse, nói chung là cái gì cũng thích á. Được á, thích đủ thứ được, cái đừng có sự lựa chọn, có cái này được cái kia không được, công mệt lắm. Mình phải tập cái tính cho mình nó dễ dàng chút, đúng không chay? Đúng. Đúng. Mẹ nói gì cũng đúng á. Sống cho nó nhẹ nhàng, nó đơn giản đi cho rồi. Thích cái này không thích cái kia nó mệt lắm. Nón đâu? Hả? Nón đâu hả? Ai biết, con leo lên xe con đi tiếp đi. Con cố gắng con tập đi, con tập đúng 7 ngày là con đi được à. Mà con không tập là con không đi được luôn đó. Ờ đó, được rồi đó, được rồi đó, cố lên, đúng rồi. Cố lên. Con phải tập từ bây giờ cho tới tháng 6 là tới đầu tháng 5 là con chạy được đó. Chứ mấy là con không chạy được là mùa hè này con khỏi chạy đó. Không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Thôi không, thấy con thấy mày. Đó, té nữa, té nữa. Rồi nằm luôn. Té, đứng lên. Rồi lụm đồ chơi vô tiếp. Ủa Elsa đâu có rớt đâu, lấy Elsa ra làm chi vậy? Vô lý không? Ủa gì vậy, gì vậy? Tự nhiên tao không có rớt cái mở ra cho người ta rớt cái đứng đứng khóc là sao? Trời ơi, có lý vậy sao không? Con này nó diễn thiệt cái chứ. Nó kiếm chuyện té, té được lụm đồ chơi vô cho hết ngày hết giờ đó. Chứ cái gì mẹ hấp vô hả? Nó kêu mẹ giúp con á. Kiếm chuyện té đi, để hết ngày hết giờ phải không chay? Chứ còn mà chạy là chạy vòng vòng, chạy miết thì còn giờ còn ngày. Tự nhiên Elsa người ta đang nằm bên trong đó, người ta yên tĩnh cái nhảy xuống cho người ta té.
Kiếm chuyện dễ sợ. Đại kiếm chuyện là chay luôn á. Đúng. Order đúng rồi. Bỏ heo xà vô, lượm heo xà vô, còn heo xà nè. Lượm bỏ vô. Gài chặt vô nghe chưa? Quá luôn, có chiếc xe. Có chiếc xe đạp quá dữ luôn. Heo xà bị sao? Trời ơi, làm chút hồi rách váy heo xà bây giờ đó. Heo xà không nằm lọt trong đó được. Con bé. Rồi, rồi, được rồi. Rồi, tiếp tục đi tiếp đoạn đường đi. Đường tích đường lên đỉnh Olympia đi. À, máy bay bay đó. Ừ, máy bay bay đó. Máy bay bay đó. Đó nữa. Đó, thấy chưa? Nó kiếm chuyện. Thấy nó kiếm chuyện chưa? Đó, rõ ràng là tự kiếm chuyện. Đó là mở mở ra cho heo xà té luôn rồi ngồi khóc. Ô, trời, trời ơi, coi kìa nó diễn kìa. Trời đất ơi. Trời ơi. Không, con này là nó cố tình, thấy chưa? Đau. Đau, ừ, gán chịu. Ai mượn tự nhiên đang bình yên cái diễn. Trời ơi, nó còn mở ra cho heo xà ấy luôn rồi. Nó nằm xuống, nó lên, nó lết nữa. Chịu rồi, không nổi. Hả? Con tôi mà tôi chịu không nổi, ai chịu nổi trời. Con thấu luôn. Trời, cái gì chùi heo xà như vậy, láng bóng rồi, láng rồi. Lượm mấy chữ cái vô đi kìa. Đừng nói mẹ hép vô nữa nha. Đó, bây giờ thấy cô chú thấy không? Nội nó lượm ra lượm vô cái là hết ngày hết giờ luôn rồi, cái video chỉ có vậy thôi đó. Diễn đúng diễn luôn. Mày diễn gì kinh rồi mày? Hả? Mày diễn gì dữ đó? Thằng tướng buông giọng dễ sợ luôn, mặc bộ đồ rồi, mặc ba áo rồi. Mang đồ dài nữa. Muốn sáng cho mấy bạc tay gì sao? Hả chơi? Đưa cái mỏ kìa, đưa mỏ mét mốt kìa. Cô chú thấy mỏ mét mốt chưa? Ờ, mỏ mét mốt đó. Rồi thôi đi nha, tự tự động làm đi nha. Không tự động làm thì cũng phải tự chịu thôi. Ba đẩy. Ba, ồ, ba đẩy con té hả? Trời đất ơi. Tại sao ba đẩy chay lé té hả? Giờ mẹ mẹ la ba nha. Ba, tại sao ba đẩy chay té? Why daddy, why did you push her? Ba nói ba đâu có đẩy con đâu, con tự té mà. Có không, ba có đẩy không? Dạ. Dạ. Thôi vậy thôi nha, tha lỗi cho ba nha. Ờ, ba lỡ tay nha, con đừng có giận ba nha. Thấy chưa, mà con đừng có giận ba nha. Rồi thôi con lấy xe đi. Ok, give it to Jay đi. Rồi ba đem xe lại cho con nè. Ba lỡ tay. Có gì con đừng có giận ba nha. Ôi trời trời trời, trời. Đụng nhẹ quá. Rồi lại lấy xe chơi đi. Đi lại lấy xe chơi đi. Ôi trời ơi, trời, 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 trời ơi con à. Ba làm gì? Ba xin lỗi cháy. Oh, oh, cho mẹ thương, mẹ thương. I didn't push you down, you fell over. Đó, ba nói ba đâu làm gì đâu. Lỗi. Ba nói là lỗi của con mà. My little baby, not feeling bad. Baby, baby, that's too fast. That's too fast. Okay. Xỉn niệm. Ồ, ba đẩy con vậy hả? That's how it happened. I didn't baby, she just showed me that how you did it. Yeah. Ba đẩy con vậy hả? Trời ơi, có được không? Có được đây. Ba nó con quá xạo. Xạo ghê thiệt kìa. Gấp lửa. Daddy do that. Trời ơi, nó nói daddy do that. Thấy chưa? Nó nói ba làm vậy á.
mẹ lại. Thôi nghe, thôi nghe, đừng có ngồi ăn dạ nha chưa. Ôi trời trời trời, ôi coi bả xạo kìa. Rồi. Rồi, được rồi á. Trời ơi, có nó xạo chưa đó. Không, không có hép vô, tự làm đi, xạo quá tự làm. Nó nói mẹ giúp con đó. Nó không, xạo quá là tự chịu. Trời ơi, nó xạo ghê thiệt. Cô chú coi cái này chắc chết với nó luôn. Mấy đứa xạo là phải phải bị trừng phạt. Tự lụm đồ chơi của mình. Coi mặc cái quần kìa. Ông lên ông xuống rồi được không? Xì tay mà, xì tay New York đó. Nghĩa là street, street, street xì tay đó. Xì tay đường phố. Mà này không có đường phố, xì tay cái này là sông, sông nước. Sông nước miền Tây. Elsa đâu mất tiêu rồi. JD, JD, are you Asian or American? Elsa. Are you Elsa? I know. Are you Asian or American? American. You American? Are you American or Asian? Asian. You Asian? Yeah. JD, are you Elsa or Anna? Elsa. Are you Elsa? Are you Lucky or Elsa? Elsa. Elsa? Are you Elsa or Lucky? Elsa. Elsa, okay. Okay. Are you Asian or American? Elsa. Huh? Elsa. Are you Asian or American? Elsa. You Elsa? Elsa. Are you American or Asian? Asian. Huh? Asian. Asian? Yeah. Hồi nãy giờ Ngọc hỏi Chay á, là Chay là người châu Á hay là người châu, người Mỹ? Nó no, là Elsa. Elsa. Elsa hả? Và bây giờ nói lại nè. Are you Asian or American? American. American? Okay. Are you American or Asian? Elsa. Okay. Are you Lucky or Elsa? Elsa. Uh oh. Help somebody. cái cô đó cô đi chạy để cho chay đừng có đụng cổ chay chay về tới chừng nào mà hết cái quarantine đi con, tới chừng nào mà hết cái cách ly đi rồi con lại con chơi với bà nha chưa. Bà đi nghe, bà chạy ngang qua bà nói là trời, có xạo dữ trời. Bà chạy ngang qua bà nói là I can't wait to play with you again, có nghĩa là tao không có thể nào chờ đợi được lâu hơn nữa để có thể chơi với mày. JD, JD, nghe mẹ nó hỏi nè. Are you Asian or American? Hả? Trả lời mẹ coi. Elsa. You are Elsa? Yes. Are you Elsa or Anna? Elsa. Elsa? Thích Elsa. Đây, chỉ cô chú coi Elsa là ai đâu. Đây nè, hai người nè, ai là Elsa đâu? Elsa. Trời ơi, Elsa. Trời, Elsa đâu, dầu thơm Elsa đâu? Con này. Wow, xịt cho Elsa miếng dầu thơm ai. Ok. Đó. Chân đâu? Rồi giày Elsa đóng tiêu rồi. Okay. Mất rồi hả? Trong đây có không? Hả? Không có. Giày Elsa đâu? Rồi, vậy là bây giờ hoàng tử chuẩn bị đi ngang qua để cướp Elsa rồi. Đây nè, chỉ mẹ coi, đây chỉ cô chú coi. Elsa đâu, chỉ coi. Elsa là cái nào? Đúng rồi, Anna đâu? Anna đâu? Đúng rồi. Bạn này tên Anna, bạn này tên Elsa. Còn mẹ đâu? Chỉ cô chú coi, mẹ đâu? Mẹ đây phải không? Con. Hả? Mẹ. Mẹ đây hả? Mẹ đây phải không? Con. Đây nè, bây giờ nè, cô nói cô chú nghe. Ai mua? Con. Hả? Mẹ. Đúng rồi. Ai mua? Mẹ mua. Đúng rồi. Ai mua? Mẹ mua. Đúng rồi. À, này. Ai mua? Không. Ai mua? Không. Sao không? Ai mua? Ai mua? Đúng rồi. Giỏi quá. Ai mua? Cái này hả? Cái này là dì Hồng mua. Cái bữa sinh nhật con 1 tuổi dì Hồng mua đó.
Con nhớ dì Hồng không? Dì Hồng làm chung tiệm nail với mẹ. Con nhớ. Ai mua? Mẹ mua. Đúng rồi, mẹ mua hết á. ABC con. Ai mua ABC? Mẹ mua. Đúng rồi. Ê, đừng có làm đổ ABC. Này. Ai mua? Mẹ mua. Đúng rồi. Sơn đen. Màu đó màu gì á? Let it go. Let it go. Can ba 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 go. Can't hold it back anymore. Go. Trời ơi, hung Anna luôn kìa, hung mà hung dính nước miếng lên Anna luôn, có ghê không? Ai mua? Ai mua? Ai biết? Asa này hả? Đây nè, đây nè. Đó. Yeah, mang giày vô. Mang giày vô cho Elsa xà. Ai mua? Thơ mẹ. Dạ mẹ. Ok, bye bye. À, bye bye hả? Cất Elsa vô để Elsa lạnh á. Cất vô. Ai mua? Cất Elsa hả? Elsa nằm trong đó chơi nha. Giờ là biết chơi búp bê, biết ra đồ đó, ở đó chưa biết chơi. Trời ơi, mẹ ít khi mua đồ chơi chay lắm cô chú. Mà mẹ mua mà làm mẹ chay mua một lần là mua một đống luôn á. Mày. Hả? Mày. Dạ. Giỏi quá. Mua có ai đời mà đi mua một lần hai chiếc xe không? Thấy chứ tính mua xe này, sao không? Mới đầu á là tính mua xe này, thấy ông bà tại nó thấy con bé kia đi ngang qua có xe này, nó nói mẹ ơi con muốn mua, rồi cái tính mua xe này. Cái đi vô cái thấy này, thấy Elsa với lại Anna thấy nó cũng thích. Mà tại vì hai cái xe này nó có hai cái dụng cụ khác nhau. Một là ngồi để đạp, còn hai là đứng để chơi, nên là mình mua hai chiếc cũng sao. Rồi cái đi ngang qua thấy cảng bản ABC này, mua luôn. Rồi đi qua thấy cái con Elsa đó, biết nó thích cũng mua luôn. Sao dục, có đó đồ chơi mà sao dục, mẹ mua mà sao dục. Ai mua? Ai mua? Không. Mẹ mua. Đúng rồi. Ai mua dây chuyền? Mẹ mua. Nổ, ai mua? Mẹ mua. Dây chuyền á, dây chuyền đang đeo trên cổ kìa. Ai chứ nghe này, kiểm tra đôi bông còn bông không? Còn đôi bông không? Ai mua? Ngân mua đúng rồi, mẹ Ngân mua đúng rồi. Trời, có được không? Đứng lên này, chống nạnh đồ này kia, chống nạnh mẹ coi coi. Ôi trời. Wow. Đi đâu ạ? Trời, ngầu chưa? Trời ơi, mờ xa quá nên zoom nó mờ. Rồi, chống nảnh. Trời, diễn thời trang hay gì? À, chụp ảnh hay gì mà đi? Ai mua? Đó, đi nữa, chạy nữa. Làm gì vậy? Y như siêu nhân điện quang. Đó, cho vừa. Trời, té mà cũng kỹ thuật ghê không? Té mà làm mẫu kìa, trời ơi. Ôi trời, này là té thiệt. Té thiệt không? Dạ. Té gì? Đau không? Dạ đau. Dạ đau. Cho vừa. Cho vừa. Đáng đời. Té đau chỉ mẹ coi. Con chay này nó lạ lắm nha cô chú nha. Ví dụ như nó bị một vết thương, nếu mà mình để không, mình đừng làm gì á, thì nó không có khóc. Nhưng mà nếu mà mình lấy đồ, rồi lại mét ba đó. Nó mét ba con mấy. Nó Superman. Có nghĩa là nó làm Superman nó té. Nó nữa. Là nếu mà thí dụ nó bị chảy máu mà mình để im nó không làm gì hết thì nó không khóc. Nhưng mà nếu mà mình đeo băng keo cá nhân đồ vô, sức thuốc đồ vô là nó khóc dãy trời vậy luôn.
Nó khóc chỉ chừng nào mà gỡ cái miếng băng keo cái nhân đó ra thôi. Rồi làm Superman coi. You're Superman? Superman. Rồi con gái bắt đầu làm Superman có được không? Superman. Đó, trời Superman là đứng dậy đó hả? Trời ơi Superman là bay there. Luôn. Don't play over there. Superman là bay luôn. Superman. Ừ, Superman. Hey. Yeah, put it over. Superman ơi, làm Superman ơi. Superman. Superman là siêu anh hùng á. Oh, do you know your 1 through 9? Superman. Oh, Superman á. Zoom nó xa quá, zoom hơi mờ, chỗ làm gì trời. Yes, Superman, send bomb up. Superman. Go. Ủa, Superman go nữa hả? Ok, Superman. Go. Go away. Đi chỗ khác đây. Đó, Superman nói chuyện mà ngồi trên cái cây cù chỏ đó. Quá diễn luôn.